Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 tại Lào và Campuchia diễn biến hết sức phức tạp, khó kiểm soát, khi số ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng tăng từng ngày, nhằm đảm bảo công tác phòng chống, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tăng cường, siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát dịch trên tuyến biên giới. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y quản lý bảo vệ đoạn biên giới hơn 20 km, tiếp giáp với hai nước Lào và Campuchia. Trên đoạn biên giới này có một cửa khẩu chính và một cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn lối mở, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh qua biên giới rất cao. Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng với tiếp tục duy trì nghiêm hoạt động 4 tổ trên 18 vị trí chốt và 2 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến biên giới. Những ngày này, công tác quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y được lực lượng biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì chặt chẽ hơn. Tất cả người phương tiện qua lại cửa khẩu đều phải kiểm tra y tế, khám sàng lọc, phun khử khuẩn và kiểm tra hàng hóa. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp ở Campuchia và Lào, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho các tổ chốt, nhất là cái trạm cửa khẩu quốc tế Bờ Y là tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất, triển khai lực lượng và quân số tăng cường cho các chốt trạm và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch triển khai ở mức độ quyết liệt và đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ là không bị lây lan vào cán bộ chiến sĩ nhưng cũng như là trong cộng đồng. Mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y luôn nêu cao tinh thần thực hiện nhiệm vụ tại các chỗ chốt, tăng cường tuần tra kiểm soát với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới. Mặc dù là thời tiết nắng nóng, anh em cán bộ chiến sĩ mang đồ bảo hộ phòng chống dịch COVID để thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng với quyết tâm để dịch COVID không lây lan vào biên giới, vào đơn vị, vào cộng đồng Việt Nam, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y luôn luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Chúng tôi đã triển khai 100% các tổ chốt phải thực hiện đúng cái khuyến cáo của Bộ Y tế 5K và nhất là công tác phối hợp với các cái lực lượng trên địa bàn để mà tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu để ngăn ngừa dịch bệnh không cho lây lan vào trong nội địa. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y luôn xác định nêu cao trách nhiệm, duy trì nghiêm hoạt động chốt chặn, tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, tại cửa khẩu, đường mòn lối mở, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh an toàn địa bàn, với mục tiêu vừa ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19, vừa đảm bảo hoạt động giao thương qua lại ở vùng biên giới.